Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Leapfrog MXR200 và dòng xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ, sử dụng một set group của Shimano Tiga rất là cao cấp, và cái mức giá đang bán từ cửa hàng chỉ có là 10.800.000. Thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý cho các bác đang tìm kiếm một chiếc xe đạp khung nhôm mà cấu hình cao. Toàn bộ là khung nhôm và nhôm được sử dụng trên chiếc xe là nhôm 7005. Nhôm 7005. Một loại nhôm siêu nhẹ và rất là bền. Nó gần như là cái loại nhôm ngon nhất trong cái dòng xe đạp thể thao. Trừ những cái dòng xe mà có sản xuất khung nhôm riêng chính hãng thì những dòng nhôm độc quyền thì cái loại 7005 này nó là nhôm gần như là ngon nhất trong dòng xe đạp thể thao rồi. Cái khung rất là đẹp. Thương hiệu Leapfrog, một thương hiệu của Thụy Sĩ. Đây. Nó in luôn trên khung, design in Switzerland. Thiết kế là thiết kế tại Thụy Sĩ. Model là MXR200. Sử dụng bộ vành bánh là 700C, vành Mayer Mavic đi vòng cuối lộ. Mavic một thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe, thương hiệu của Pháp. Mayer cũng là Mavic thôi. Rất là đẹp. Tiếng lổ của cối rất là nhỏ, nghe cực kỳ là êm. Cá nhân em thì em lại thích những cái dòng cối lổ nhỏ hơn. Nghe nó rất là nhẹ nhàng, rất là êm. Sử dụng full bộ group, một set group của Shimano Tiagra. Đè chuyển số sau đến gạt đĩa, rồi bộ đùi trục rỗng và cặp phanh tay lắc. Cùng hết một set group của Shimano Tiagra. Tay lắc trên ghế đông. Ghế đông có sử dụng là ghế đông dẹp. Ghế đông dẹp, giá thành giá đang bán là 10.800.000. Với những cái option trao trên xe này thì rất là ngon cho cái tầm giá. Vành may ở trước cũng Mavic bi vòng. Anh em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 thì phù hợp. Chuyển động Tiagra với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 18 mức độ khác nhau. Chuyển động rất mật mà, các bác nhìn trên hình. Lên xuống rất nhẹ nhàng. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.